Hey, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Rồi, thì trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành đi khám phá cái thuyền ngồi này nha các bạn ơi. À, và bên cạnh mình một em boss nè. Đây chính là Nimble hả? Mình nghĩ là mình sẽ thiêu đốt cái em Nimble luôn đi ha. À không, mình xài em Raikou đi để mà thách đấu thử coi. Đây là boss common các bạn ơi, boss bình thường à. Xài chiêu pie này đi thử coi. Đó, cũng mất khá máu đó các bạn ạ. Ây cha, em này câu mấy mình cũng khá là đau đó ha. Tiếp tục pie phát nữa coi. 4 chiêu là em sẽ hẹo thôi các bạn ạ. Cố lên nào. Trời, em tấn công mình 2 lần luôn. Ghê gớm quá. Ý da, cái em Nimble này nha. Chảnh cứu tỏi với tôi liền. Em rớt cho mình một cái kẹo CS hả? Cũng được thôi. Kẹo CS các bạn ạ. Rồi để mình đi hồi máu lại cho em Raikou coi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành đi qua bên này. Để mình bay một vòng coi. Wow, cái thuyền này nhìn lão các bạn ạ. Hay nha. Trên tầng có gì hết không? Có một bộ PC, trời ơi. Thuyền trưởng này sưu tầm ghê quá vậy. Trên cao có gì nữa không? Trên cao hình như là không có gì rồi các bạn ạ. À, hình như tối nó sẽ bật đèn hả? Rồi, để mình xuống tầng coi. Xuống tầng có thử có gì hết không? Có một cái rương. À, dấu ngọc ở đây hả? Có cả Never Melt Eye luôn nè. Ui, rất là nhiều đồ ha. Trong này, shopkeeper. Trời, bán mèo không hả? Sẵn tôi bán mớ đồ luôn đi ha. Thùng này có gì không? Đây là cái gì đây? Máy tính tiền. Trời ơi, xịn vậy. Bên này là cái gì đây? Một cái hộp thư hả? Ngoài ra thì tầng này hết đồ rồi. Để mình xuống tầng dưới coi. Tầng dưới bấm cái nút này để làm cái gì ta? Đây là Repair and Disenchant hả? À, Disenchant là gỡ bỏ cường hóa hả ta? Mới vậy. Tôi cứ tưởng là một cái gì đó đặc biệt lắm cơ, nhưng mà không các bạn ạ. Rồi, không có gì thì thôi, mình đi về lại vậy. Tập ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành thách đấu luôn nha. Sẵn để luyện cấp cho Chameleon luôn các bạn ơi. Chameleon mình mới cấp 24 thôi. À, giờ thì tôi đổi qua em nào đây? Bird Flan đi. Bird Flan của mình đang rất là mạnh luôn. Game này ra trận thì hợp lý lắm à. Ê cha, chưa gì đã bị mất máu rồi đó hen. Megahorn phát coi. Dảnh củ tỏi luôn. Ồ, em này là em đà điểu hả? Tu tu. Dảnh củ tỏi luôn nha. Reaper hả? À, chuột chuỗi. Trời, Jotteon. Wow, trên nơi này khá là nhiều Pokemon các bạn ạ. Ui am, Bird Flan của mình đang bị tê liệt rồi. Rồi căng thẳng đây. Dảnh củ tỏi luôn nha. Vẫn còn Pokemon. Trời ơi, đấu nãy giờ liên tục luôn. Hình như là 6 em Pokemon luôn thì phải. Đây rồi. Ôi, vẫn còn Linh, em này là bánh răng hả? Pokemon hình giống bánh răng các bạn à. Repent phát coi. À, thép thì xác định với thể giác đấu nha. Đó, ôi, Chameleon của mình gần đầy cái ống kinh nghiệm. Nhưng mà vẫn chưa lên cấp các bạn ơi. Rồi, giờ để mình tiếp tục đổi với Pokemon khác nha. Zoroark sẽ là người ra trận. Ôi, Zoroark đang biến hình thành Bird Flan. Tập hôm nay bị sao ta? Cứ bị lèo cái lưỡi nè. Mình xài cái chiêu Night Slash này đi ha. Rồi, lên cấp rồi ngoài nha. Jotteon. Rồi cấp 30 nhưng mà cấu máu của mình rất là đau nha các bạn ơi. Chua chua, dảnh của tỏi luôn. Ikan hả? Dảnh của tỏi Ikan luôn nha. Rồi, Reaper. Em tiếp theo là Clint. Hai trainer này Pokemon rất là giống nhau các bạn ạ.
Ôi ôi, Chamberlain mới lên được có 1 cấp à? Chưa ăn thua lắm rồi. Rồi, để mình đi ngủ một phát, để hồi phục hết tất cả cái lượng máu như là cái số lần dùng kỹ năng của cái light up của mình coi. Giờ thì đi thách đấu tiếp tục. Là trainer trùm đấy hả? Với Flan ra trận luôn. Cấp 50 các bạn ơi. Hơi căng thẳng đó nha. Dạ, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đánh đau quá vậy. Mì hòn phát coi. Gánh của tỏi chưa? Trời ơi, trâu vậy. Trâu kinh khủng luôn. Ồ, chà, căng đó. Dảnh luôn cả bớt Flan của mình luôn rồi. Nice slot phát coi. Một em. Ồ, dảnh luôn Soros của mình luôn. Căng quá các bạn ơi. Ủa, em này là tiến hóa cấp 2 hả? Của em Dutu, đây là Toriyo. À, vẫn có sát thương các bạn ơi. Cố lên nào. Rồi, mình nghĩ là một tên nữa là đủ rồi đó. Rồi, thế nào đánh cái đấu trường này nó cực khổ nha. Ui, Sider. Ăn ngon các bạn ơi. Mình rất mong có một em Sider như này nè. Nhưng mà trước tiên để mình hồi máu cho Manibus cái đã. Em Sider nó có chiêu Phone Sweep đó, rất là đã luôn. Dảnh cứu tỏi chưa? Sao mà đỡ được? Đây là Rapidash hả? Rapidash thì mình đổi qua Kirio đi. Cho đối lập hệ nè, đánh cho nó dễ. Ai chà, ai chà. Đau đó nha. Bubble Beam phát coi. Hả? Cái gì ghê gớm vậy? Hai phát coi nè. Ui, em Rapidash này đánh mình đau kinh khủng các bạn ạ. Hồi máu nữa. Trời ơi, dơ dơ nha. Hồi máu với tôi nè. Sao mà sống được. La Red hả? Quất luôn. Ây da. Manibus. Flush cái đi. À, cái chiêu Flush này hồi được máu nè. Ngon các bạn ơi. Một phát nữa. Dành cứu tỏi được rồi. Tiếp theo là Blixi hả? Chà, Mixi thì đánh mình không có ăn thua các bạn ơi. Nhưng mà em này được cái là hồi máu liên tục. Hơi căng đó nha. Đó các bạn thấy không? Bút cho full máu luôn, chơi sao mà lại đây. Trời ơi, lại hồi tiếp nữa rồi. Khó chịu quá. Thôi, chạy đi các bạn ạ. Đỡ tốn thời gian với lại em Lixi này. Rồi để mình qua cái đen bên này coi. Đen này có gì đây? Có vẻ như là một em cá gì đó, Pokemon hình nước. Đây là một cái đen 2 sao nha các bạn. Đây là Arokuda. Thôi, Thunder Shock em thôi. Ngại gì? Dánh của tỏi luôn. Một phát ăn luôn nha. Lần này chắc mình dùng Lever Ball đi. Em rớt cho mình một cái viên kẹo Dynamax kìa. Đây, đó. Lại thêm một em Pokemon có khả năng Dynamax trong đội hình của mình nữa rồi. Quá đã. Wow. Ở đây là Berry hả? Berry bây giờ nó mọc theo cái kiểu trồng trọt như vậy nè. Mới vậy. Mình không còn phải đi thu thập và trồng nữa. Dân làng sẽ tự trồng luôn. Xịn nha. Rồi, nhiệm vụ. Chúng ta đã xong được nhiệm vụ Apricorn rồi nè. Có vẻ như là cái nhiệm vụ mà Apricorn nó nằm phía bên này các bạn ơi. Mình thấy được một cái kim tự tháp nè. Ngon lành. Không có cả Pokéchest luôn. Chúng ta được đắt game hả? Cũng được. Rồi, để mình tiến hành mình vào mình đi mở rương cái đã.
Ok, an toàn rồi đó. Tài sát gì đây? Efficiency. My game. Rồi. Mending. Wow. Nhiều sách xịn nha. Release Statue. Đây là những cái món vật phẩm mà chúng ta bán rất là giá trị luôn đó các bạn ạ. Ui, có vẻ như cái ba lô này của mình nó đang khá là đầy nè. Phía bên này còn có một cái giếng nữa nè. Để mình đi kiểm tra coi. Giếng này có cái gì nào? Lại một cái Master Chest nữa đúng không? Đây có mấy cái nút bấm nè, nhưng mà mình đang không hiểu là cái gì đây. Ta là... Ui, chúng ta được Choice Pack. Cũng chưa xịn sò lắm. Thôi, để mình tiếp tục lên đường về nhà đi trả nhiệm vụ nha các bạn ơi. Trên đường trở về thì mình thấy một cái đen nữa. Chúng ta sẽ tiến hành thách đấu luôn. Wow. Một cái môn hệ thường, hình như là một em sóc các bạn ơi. Solo luôn. Bedflan sẽ là Pokemon được chọn. Đây rồi, đây là Ridin. Đó, Ridin các bạn ạ. Megahorn này em phát coi. Coi mình cấu được bao nhiêu phần trăm máu nè. Ui, em bị cháy các bạn ơi. Rồi, chúng ta được bao nhiêu phần trăm máu rồi? 33.3% hả? Cũng được các bạn ơi. Làm thêm phát mê ho nữa coi. Thằng này thì em bị cháy rồi. rút máu kìa. Để nó bị giảm hai vạch gì đó các bạn ơi. Mê ho phát nữa. Wow. Có cái em Salazo á, em đang Dynamax lên nhìn to vãi cả trưởng luôn. Nổi không ta, nổi không ta, một tên nữa coi. Dạ em này hồi máu hả? Chơi lầy quá nha. Chơi mà hồi máu với tôi. Em này rất kim cương. Và cả kẹo kinh nghiệm xe lờ nữa. Mình sẽ bắt em luôn. Whitbones sẽ được chọn. Ôi ơi, Whitbones lại không thành công nữa rồi các bạn ơi. Wow, đồ mình nhiều quá vậy. Toàn rồi, chắc mình phải đi cần đi tìm một cái ba lô nữa. Tập này chắc mình farm một cái ba lô to nữa vậy các bạn ơi. Lại thêm hai cái đen nữa. Đen gì đây? Đấu không ta? Pokemon hệ bọ hả? Đấu thử lương coi. Lần này mình sẽ chọn em Manibus nha. Đây là Catcoons. Catcoon với tôi hả? Đau chưa, đau chưa? Chịu nổi một tên hay không? Đết phát nữa coi. Ây da, em bị dính độc luôn rồi. Dánh cứu tỏi luôn nha. Hay, mình cảm thấy không tin tưởng Whitbone nữa rồi. Giờ chắc cứ Dustbone hay Ultrabone đi. Ý, lắc chậm chậm kìa các bạn ơi. Và lần này ui, hai lần rồi kìa. Sao nó chậm quá vậy? Ba lần rồi kìa. Ơ. Và yes. À, lại thêm một cái món mới nữa rồi. Phía bên này có một trainer hả? Trainer này là cấp 30. Ôi, cho Manibus ra trận nha các bạn ơi. Manibus ra trận. Mình xài chiêu flux này đi. Chánh của tỏi luôn. Có bộ hit mà chánh của tỏi rồi. Em này hình như là Farfetch thì phải. Bịt cầm hành tay nè.
Hãy giác đấu rồi. Xác định với lại Manibus của tôi nha. Giác đấu với tôi phải không? Lứt phát coi. Chịu nói một tên không? Trời ơi, còn 17% kìa. Chảnh luôn không? Lứt phát nữa coi. Dành cử tội ngay. Sao mà chịu nổi. Lần này thì mình vẫn tiếp tục xài Dust Spawn nha. Để mà chúng ta thu thập cho nó đủ Pokédex cái đã. 35 rồi kìa. Oh. Tính ra quả Dust Spawn nó y tín vãi các bạn ạ. Có những loại berry dùng để hồi máu các bạn ạ. Để mình thử coi. Ê, hồi máu nè. Wow, quay thì xỉn rồi. Tôi bắt đầu tôi khoái cái bản Vitamin này rồi đó nha. Bên này có cái gì đây? Một cánh cổng địa ngục bị vỡ hả? Có Ghost Game nè, Iron nước kịch nè. Ngoài ra còn có vàng ở đây luôn. Ý, quên mất. Vàng. Xỉn vậy. Đây là Crying Obsidian hả? Mới hả? Bên đây có một em Araquanid nè, to vậy. Một trainer cấp 36. Bắt đầu luôn nha mọi người ơi. Chúng ta chỉ quan tâm cái vấn đề mà cày cấp trước đi. Tập ngày hôm nay ít ra cũng phải tiến hóa em Charmeleon này lên chứ. Lantern đúng không? Thinh rồi shock phát nè. Không xin nhê hả? Zoroark ra trận. Dảnh của tỏi chưa? Trời, còn 0.7% máu. Cũng ghê gớm đó. Ây da, đau nha. Nice slot phải coi. Dảnh của tỏi luôn. Trời ơi, Charmeleon của mình đã lên được cấp 27 rồi nè. Ngon lành luôn. Wow, đồ đạc của mình đang nhiều quá. Dưới này có một cái Master Chest đúng không? Ta là... chúng ta được Power Land nè. Cái land này dùng để mà tăng cái chỉ số EV cho Pokemon đó các bạn ạ. Nhưng mà hiện tại mình chưa có xài vội đâu. Hiện tại chúng ta chưa có chú tâm tới vấn đề chỉ số Pokemon nha. Ủa, cái Harvest Dawn nó nằm bên này nè. Đây rồi, trả nhiệm vụ thôi. Cuối cùng cũng tới. Xịn. Chúng ta được một cây cúp kim cương. À, một cây cuốc kim cương nè. Và một cái Wamapel hả? Rebirth Ball này bán cũng được tiền nữa bạn ạ. Hiện tại mình đang không có xài Rebirth Ball nên mình sẽ bán hết luôn nha. Đó, chúng ta cần xài những cái ball mà thiết thực hơn như là Thunderbolt đồ á. Rebirth thì cần làm cái gì đâu. Ui, cái tượng cổ đại này đúng là quá đã ha. Bán một phát được 35.000 luôn. Giờ tôi thật gọi là cũng là người có tí tiền rồi chứ. Cũng hợp lý rồi đấy. Rồi, đi qua trả luôn cái nhiệm vụ Temple Run này nha. À, đây. Ủa? Nhiệm vụ ở đây rồi, người đâu ta? Ủa? À, người trốn bên này ạ. Chơi gì kỳ cục quá nha. Để mình coi thử nhiệm vụ này được bao nhiêu. Ủa, 10 cái play rod hả? Cũng đáng để đánh đổi hết chứ. Rồi, phía bên này có một cái gì đây? Một cái đen. Pokemon gì lạ quá vậy? À, Ikan hả? Ikan mọi người ạ. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đánh những cái Battle Rail thôi. Ikan to chứ kìa. Dữ hen. Dảnh của tử với tôi chưa? Chịu nói một đòn không? Ủa, còn qua 3% máu luôn. Một đòn nữa nào. Nói không?
Trời ơi, tới đây thôi các bạn ạ. À. Thôi để mình xài chim nữa đi. Cho em hẹo luôn. On cloud nè. Chạy đâu cho thoát hả? Bắt luôn mà Safari Ball. Ôi em này rớt cho mình Stardust nè. Và không thể thiếu là kẹo Dynamax. À, lại thêm em một cái ball nữa nha các bạn ơi. Chúng ta đã được... để mình coi thử rồi. 1% Pokédex hả? Sao nói nó lâu nha. Mình nghĩ là mình nên đi farm luôn một tí da với lại một tí land đi ha. Ủa có mod ray đây luôn nè. Quất luôn đi chứ, ngại ngùng gì. Ê cha, em mod ray này không chịu tấn công tôi đúng không? Tin thường tôi hả? Dragon Rig tiếp nữa. Xài mấy chiêu hơi thở rồng như này mới sợ. Trời trời ơi. Em không phải em khinh thường đâu bạn à. Mà em quánh phát là hẹo hẹo em của anh của mình luôn. Ghê quá. Rồi. Để mình tiến hành nâng cấp ba lô nha. Một cái nè. Hai cấp nè. Đó, ba lô khổng lồ luôn. Cái gì nữa đây? Cái gì mà kiếm chuyện nữa đây? Lô này mình sẽ nhuộm vàng nha. Đó, rồi. Có cái ba lô to khác rồi đó các bạn ạ. Ây da, cái gì đây? Một em boss Sentret các bạn ơi. Mình đã nói là khi nào mà cái ba lô vàng này full nữa thì mình mới đi cái tàu cái ba lô khác nữa. Mình hỏi phát coi. Có thể dụng không vậy? Host job. Ở đây vẫn có tác dụng các bạn ơi. Cứ tưởng là không có tác dụng chứ. Host job phát nữa coi. Còn 59% máu kìa. Thôi chắc mình hồi lại máu cho Bloodflame đi. Em Zoroark kia nha. Em đổi tên. Em đổi tên em thành Bloodflame luôn các bạn ạ. Là mình lú theo. Ôi chớp phát nữa rồi. À, còn 37% máu rồi. Cố lên, cố lên. Trời ơi, 19% thôi. Một phát nữa các bạn ạ. Úi, dành người tỏi luôn không? Sandred, trời ơi, 0.5% máu. Ui, tôi thì cho... em bút phân hàng phát này ra mới được. Đó, chịu biến hình lại rồi đó. Đây rồi, và này chúng ta được candy. Còn nha, xài xài lờ luôn nè. Ngon lên canh đào. Sương sương là mình cũng dọn dẹp giúp dân làng ở đây hai cái sạp đồ đó các bạn ạ. Bây giờ thì mình đi vào shopkeeper mình check thử coi. Ở đây có bán. Đây rồi các bạn ơi. Món quà từ Thượng Đế Thamwon đã xuất hiện rồi. Chúng ta sẽ mua sạch. Mình chỉ cần Thamwon thôi. Chúng ta không có cần bất kỳ quả bon nào khác nữa. Như vậy là quá đủ rồi các bạn ơi. Đây rồi. Thamwon Shop. Trời ơi, cuối cùng cũng chịu xuất hiện các bạn ơi. Và chúng ta sẽ không quên cái Master Chest ở đây. Trời ơi, được cái gì vậy? Cái gì không hà? Cuối cùng ngày này cũng đã tới. Nhà với cái điều kiện là Pokemon của mình nó phải đủ cái số lượng máu để mà chịu đựng, chịu đòn được á. Trainer cuối cùng. Ôi chà, Bloodflame thử coi. Là Zep Chica nè. Ui dạ, đánh đau vậy. Thiết nghĩ là mình nên đi hồi máu cho Bloodflame đi các bạn ạ. Đánh chắc kèo. Wow, 45 bình Hyper Poison mà. Cứ xài thôi.
rảnh của tỏi nghe chưa. Úi chà. Thôi, mình lại hồi máu tiếp cho Butterfly đi. Một em làm tăng cơ chính luôn. Đó nó chất. Totiro hả? Có chớp phải coi. Chịu nổi không? Megahorn phát nữa coi. Megahorn. Ôi. Không có tác dụng các bạn ạ. Em này em chặn đòn tấn công của mình rồi. Ghê đó. Ui chà. Thôi mình đổi cho Raikou đi. Ra giật điện em mới được. Dodrigo đúng không? Dodrigo. Giật điện cho rảnh luôn nè. Tiếp theo là Sider hả? Giật điện Sider luôn. Tui mà ngán Sider hả? Rồi Lauret. Giật điện Lauret luôn. Giật điện đau đó các bạn. Ui em này có chiêu Earthquake. Ghê vậy. Lauret nè. Em cuối cùng là gì đây? Rapidash. Giật điện Rapidash luôn. Sắp hẹo, sắp hẹo. Rồi, video sẽ là Pokemon ra trận tiếp theo. Bubble Beam. Sao mà thoát được? Ủa, cuối cùng là Blissey nữa. Trời ơi, lại em này nữa. Nói không? Nice slash phát nè, 54% máu. Thôi. Thì nghĩ là chúng ta nên không đánh em này đâu. Trâu quá, đánh không nổi các bạn ạ. Hồi này có Lapras hả? Cấp bao nhiêu đây? Cấp 50. Để mình thử mình bắt Lapras thử coi các bạn ạ. Quickball mà vả thôi. Mưa khá là to nha. Quickball. Ố. Và lần này thành công luôn. Ồ, Lapras đã được thu phục. Ngon lành chưa? Mấy em này hiếm xuất hiện lắm đó nha. Anh đang đeo cái gì đây? À, có đang đeo vật phẩm các bạn ạ. Đây là Mystic Water nè. Tăng sức mạnh cho bốn môn hình nước. Em này thì kích thước. Ui, kích thước khổng lồ tăng speed. Đúng rồi, một em rất là cần thiết với mình nè. Yêu thì có Water Gun nè. Với lại Ice Shark. Cả nước về băng. Em này mình cởi để mình đi dưới nước luôn ta. Sao cởi kỹ vậy? Không được các bạn à. Thôi. Ồ, Registeel spawn nè. Rồi mình đang tiến hành đi dọn đồ ở cái shopkeeper này. Ồ, từ nha. Mà chúng ta phải kỹ coi Registeel em đang ở đâu nha các bạn ơi. Trước mắt là mình sẽ đào xuống trước đi. Rồi, Registeel á thì em sẽ spawn ở những cái tầng rất là thấp luôn. À, em ở phía bên này các bạn ạ. Nghe tiếng lên đầu mình nhờ. Đây rồi, công cuộc cũng đã xong. Quả đầu tiên mình sẽ sử dụng đó chính là Woodborn nha. Chúng ta đi đánh lại đi, cho chắc cú. Tại vì nguyên tập này mới gặp. Ok. Đào đó. Mình sẽ xài chiêu Fire Fan luôn. Ủa tức là em móc ít quá vậy. Ok, hồi máu lại cho Charmeleon cái đã. Phải chấp nhận các bạn ạ. Không sao. Fire Fan phát nữa rồi.
Chỉ sợ em hẹo thôi. Nếu mà không hẹo thì chúng ta có thể câu kéo được, không sao. Registeel. Được một chiêu, được một lần nữa các bạn ạ. Cố lên, cố lên. Phải phép nhắc nữa đi. Úi trời ơi. Để mình revive lại Charmeleon đi. Tiếp theo đó mình sẽ tiến hành mình lấy Charmeleon để đi cấu máu các bạn ạ. Phải chắc kèo mới được. Ok. Bây giờ thì đổi Pokemon nè. Charmeleon ra trận nè. Rồi xài chiêu Fire Fan nè. Đánh đau nha bạn ơi, đừng đánh nữa, đau lắm. Hai fan răng lửa. Mình có nên tham lam một cái không? Slash phát đi, tham lam cái luôn. Ok. Rồi. Thì đối với em Registeel thì chúng ta có khá là nhiều cái lựa chọn đi. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng Heavy Ball trước các bạn ạ. Ball không thành công đúng không? Thành công thì chúng ta sẽ sử dụng Dust Ball. Tại vì đang ở cái dưới hang á, với lại cái độ cao mà nó thấp hơn 70, các bạn cứ sử dụng Dust Ball là được. Dust Ball nha. Ủa, vẫn chưa được hả? Phải căng đấy. Ây chà. Em một vài quả Dust Ball nữa nha. Không được thì mình vẫn có Thunderbolt mà. Vẫn tiếp tục là Thunderbolt thôi. Chưa được nè. Căng dữ hả? Thunderbolt. Chà, chưa được luôn. Thunderbolt tiếp tục. Bây giờ 20 quả chưa nhờ? Và lần này, trời ơi, chưa được các bạn ạ. Hãy thử lại một quả TV Ball thử coi. Ui xôi ôi. Em hết chiêu rồi. Trời, cái gì vậy? Cái gì nháy ao vào tôi vậy? Dead Trio đúng không? Bubble Bee một phát nè. Dãnh củ tỏi luôn. Và Charmeleon của mình đang bắt đầu tiến hóa nè. Đây rồi các bạn à, thời khắc mình chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đã tới. Đây rồi, em Charmeleon của mình. Và... ui, em đã lên Charizard rồi nha, học được Air Slash. Ngon lành cành đào luôn á chứ. Bay được không? Bay được nha. Wow. Ui, mình nhớ hồi xưa quá. Xịn sò chưa. Ui, bên này có một cái đen nè. Sáng mình qua mình ui, cái đen này thôi chắc đấu lại không ta. Đánh cái em này hồi máu ghê lắm. Trời ơi, là chen say nè. Đấu em này thì khoai lắm. Này hồi máu liên tục à. Úi. Hên mình sốc được. Uầy. Bắt được em này nữa thì quá tốt luôn ha. Gen say. Ultrabone. Má. Trời ơi, bắt khó vậy. Úi, bên này có em mắc ma nè. Hút lại ông ta. Hai fan phát coi. Như vậy không ăn thua anh em ạ. Dragon Brick thế rồi. Ây da. Ui, Raiden Spawn. Ô. Ô, em ở đâu vậy ta?
Sao đứng bên kia? Ê da, vãi cái chưởng thật, Raiden à. Raiden em ơi. To khủng khiếp, to vật vã luôn. Dạ, từ nhà mình cũng hơi quan ngại một tí á. Quick ball cái đi. Ôi chà, chắc chắn là không được rồi. Sorot Stylus phải coi. Không được. Video ra trận. Upple Beam. Ồ, có máu được rồi nha. Upple Beam phát nữa. Ôi ôi. Ổn không? Ổn không? Nhìn giống không ổn quá vậy. Mình sẽ hồi máu lại cho Kirio nha. Hơi căng các bạn ạ. Úi dồi. Quốc chánh của tối Kirio của mình rồi. Vậy thì bây giờ mình revive lại đi. Kirio rất là quan trọng các bạn ạ. Ui, em xài chiêu Hammer Arm luôn ạ. Revive lại phát nữa đi. Raiden nên là chúng ta phải kỹ một tí nha. Có một viên phát nữa. Ây da, mình nghĩ là được rồi đấy. Một phát Aura Charge nữa đi. Aura Charge. Ok, giờ đi máu chắc ok rồi mọi người ạ. Thì mình sẽ cho Bot Flan nó chịu tăng đi. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cái công cuộc mà đi thu phục em Crowding này nha. Ồ, Heavy Bomb mình đã không có rồi. Bây giờ chắc mình sẽ sử dụng Ultra Ball quá. Ultra Ball đi các bạn ạ. Ôi trời, nó cũng sắp tối rồi kìa. Biết đâu được Dust Ball thì sao. Dust Ball đi. Ây cha, ây cha. Nhìn mặt trời đẹp quá. Hả? Em này chơi cái chiêu ngủ hồi máu lại các bạn à. Ôi trời ơi, uổng công đánh nãy giờ chưa. Và lần này nó chậm chậm nhưng mà không được các bạn ơi. Dust Ball phát nữa đi. Nó lăn 3 lần rồi đó nhưng mà vẫn chưa thành công. Lần này vẫn chưa được. Dust Ball tiếp tục nha. Rồi, như là quả Dust Ball cuối cùng rồi đó. Trời, nó sập tối luôn rồi. Rồi nha, em thức giấc rồi các bạn ơi. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Hammer Ball vậy. Hơi căng. Chúng ta sẽ spam Thunderbolt đi. Quả thứ hai nè. Phải kiên trì lên. Ô, trời ơi, chưa được. Em này mình cảm thấy mình có thể thu phục em này được trong tập ngày hôm nay đó. Nhưng mà em muốn làm chậm chậm không à. Hồi hộp ghê á. Chậm chậm nữa kìa. Nhưng mà không được các bạn ạ. Tiếp tục là Thunderbolt nữa nha. Thunderbolt kiểu này hơi khoai rồi. Ủa, phần lần này. Yes. Quá đã. Một cảm giác quá là tuyệt vời anh em ạ. Đây chính là Crowden. Ủa, ở trong nó mình không thấy gì hết trơn á. Đấy rồi, Raiden cuối cùng thì mình cũng đã thu phục được rồi nha các bạn ơi. Một em Pokemon quá là xịn sò trong tập ngày hôm nay luôn. Tập ngày hôm nay thì mình cũng có thu phục thêm một vài em có khả năng Dynamax khác. Và mình có tiến hóa được Charizard luôn rồi nè. Quá là ngon lành cành đào rồi.
Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Tập ngày hôm nay quá là mãn nguyện rồi. Nếu các bạn thích video lần này, đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.